bước đồng, bước bạc và bước vàng. Thế thì cái mình sẽ học bây giờ là bước cơ bản. Bước nó sẽ là như thế này, bước tiến lên này, sang ngang, trụng chân, lùi, sang ngang, trụng chân, các em phải tiến lên một góc, thu chân về, bước sang và trụng lại, lùi bằng mũi, bước sang và chạm. Đấy, bước cơ bản là chỉ có như thế thôi, thì mọi người thử đi lại một lần nhé. 1, 2, 3, tiến sang trụng, lùi sang trụng, tiến sang trụng, lùi sang trụng. Đấy, bước thì đã bước được như thế rồi, có thể bỏ thôi. Thì trong bước này, Nam sẽ tiến chân phải trước đi, nữ lùi chân trái, đúng chưa? Ghi nhận. 1, 2, 3, 4, 5, tiến. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi. Đấy là bước cơ bản. Anh vào được không?